Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục những chương trình hôm nay nhiều khói hơn mọi hôm tí. Gần đây lại không biết có ai đốt cái gì khói lên, xong đây lại vừa trà xong một đống bụi các bác ạ. Hôm nay em quay vừa khoe với các bác là buổi chiều. Một buổi chiều có nhiều sương và nhiều khói. Em giới thiệu các bác là cái mẫu vỏ thùng T24 nguyên gỗ nhá. Đây là quay phần gỗ thôi. Đây này, đóng xong thì nó kiểu như này, hơi có tí bụi thôi. Đấy, các bác nhìn tay chân của em này. Đấy. T24 quay mộc nhá, và đây là T12 này. Đấy. Đây là chưa làm nhá. Ui con bọ xít. Con bọ xít. Đây là thùng chưa có bo góc bo cạnh các kiểu, còn đây là thùng đã sau khi đã xử lý này, H1212, H1215. Bo góc này nhìn trông nó rất là mượt. Còn đây là chưa có gì cả. Đấy. Cũng có khá là đẹp thôi nhưng mà làm nó kỹ hơn. Đấy. Thì hôm nay là báo cáo các bác là có các mẫu thùng này. Và tiện đây cũng khoe luôn các bác là có một số hàng em đang đóng gói và chờ gửi đi. Bữa trước em quay thì là có hai cặp H1212 có dây treo đồng bộ của Nanel. Và hôm nay là đơn này một bác ở trong tỉnh Gia Lai. Đấy, tỉnh Gia Lai đặt là xúc kép BNC B và C với model là 218 SH. SH là viết tắt của Subwoofer Home. Đấy, theo kiểu là như thế. Thì đây nhá, thùng nguyên đai nguyên kiện, tất cả phụ kiện em đã nhả vào trong một cái hộp bìa cắt tông. Có rắc new trick này, ốc này, các cái em để hết trong ở cái hộp bìa cắt tông em nhét trong thùng rồi. Bây giờ là chỉ có lau chùi cho nó sạch bụi đi, xịt cho nó sạch bay hết bụi đi. Sau đó là cuốn cái màng cuốn này, cuốn cái màng cuốn xong thì đóng bìa. Bìa xong lại cuốn màng cuốn lần ngoài nữa này, nó giống như thế kia. Để các bác cùng xem. Đấy, Hưng Yên một ngày nắng gió thì nó có như thế này. Đấy, cũng mong muốn làm sao mà các bác ủng hộ nhiệt tình là được. Sản phẩm này chính thức nhá. Chính thức là chưa có clip test đầy đủ đâu. Test thử thì ok nhưng mà quay mộc thì nó lại trông dở hơi quá, thế là em không quay. Đấy, thế đến lúc hoàn chỉnh rồi chuẩn bị test thì các bác chốt luôn, bảo gửi gấp. Thế là thôi xong, bây giờ lại phải đóng gói và gửi đi. Đấy. Thì đây hiện tại em đang có rất nhiều nhá. Hiện tại là đang có vỏ thùng xúc kép EGLE E218 Ban Pass. Thùng xúc mặt. Đấy. Con này được cái lợi thế là tiếng đánh rất êm. Xuống được 40 hertz. Đấy. Đang có sẵn vài cặp, các bạn nào quan tâm thì hãy trực tiếp. Hiện tại hai mã này thì đang trong tình trạng hết hàng. Đầu tiên là S36 hết hàng và BNC 218SH hết hàng. Các bác đặt thì phải chờ một tuần. Thì bây giờ em cũng đang đặt trên xưởng rồi, nhưng mà chắc một tuần nữa mới xong được. Thùng này nhá, thùng không thôi. Hình như là chưa có bánh xe là nó vào 63 cân. Ấy, rất là nặng. Rất là nặng. 63 cân. Đấy. Những cái thùng này thì 65 cân. Thùng này cũng 18, thùng này cũng 15. Cái thùng này mà nên cũng 18 thì nó sẽ đắt hơn. Thùng này hiện tại bên em đang bán với mức giá là 5,6 triệu, và nếu như sử dụng cũng 18 thì nó vào 6 triệu. Cái này thì cũng thế nhá. Tức là nạch nó chỉ tầm 400 đến 500 nghìn trên một đôi thôi. Về cái gỗ 15 và gỗ 18 nên lệch thế hết cỡ rồi. Thật ra thì nó chỉ nặng hơn mỗi cái tiền là công thợ người ta làm thôi, với gỗ thôi. Công thợ của một đôi này nhá, công thợ độc công thợ rồi. Thợ trà bả này, sau là ghép mộc này, tức là nôm na là công thợ. Chưa có tính sơn, loanh quanh xít 1 triệu. Đấy, các bác ạ. Tiền công thợ nó xít 1 triệu rồi. Sơn thì thật ra là đôi này nó không tốn nhiều sơn lắm đâu. Một đôi này nó chỉ vào tầm 600 nghìn tiền sơn thôi. Thế thôi. Đấy, tính cả công thợ cả sơn vào, như bên em nhận thầu xúc kép mà sơn theo kiểu như này thì loanh quanh tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 hoặc 800 nghìn là rẻ nhất. Đấy là trên một đôi xúc kép. Là làm theo kiểu từ phần mộc này, sơn nót này, trà bả đi. Đấy, xong bắt đầu là sơn sần, xong đến sần lần thứ hai. Đấy, tổng cộng là khoảng tầm 800 đến 1 triệu trên một đôi. Hoàn chỉnh từ khi vào mộc đến khi hoàn chỉnh như này. Đấy là thợ đấy nhá. Cả thợ cả công sơn thì là bên em sẽ có vả các lỗ đinh như này. Tất cả nhà thùng đều có vít hết. Tất cả thùng đều có là cả cái lỗ vít hết, đầy đủ hết.
các bác về mà không tin ấy, các bác cần lấy cái cục nam châm neodymium ấy, các bác dí quanh quanh các cái chỗ nào kìa, khe mép này, dí cạnh này này, đấy là nó sẽ có một vài điểm nó hút, là những cái chỗ đó này em sẽ có bắn vít vào để giữ và gia cố. Thùng này bắn đinh nó một phần rồi, nhưng bắn vít thì nó chắc chắn hơn nhiều. Và cái này nhá, em kể luôn nhá, còn các bác kêu đắt tùy, riêng cái tiền phụ kiện bánh xe đã vào 500-600 nghìn rồi. Đấy, bánh xe 500-600 nghìn cái bánh xe rồi, chứ không ít tiền đâu. Bánh xe đủ lắm. Rồi tức là nôm na phụ kiện là bánh xe này, hộp tay sách này, ke góc này, ốc này, mấy chén cọc này, một đôi thùng này là gánh gần 800 nghìn. Đấy, thế là rẻ nhá. Còn cái xúc EGN này ấy, cái tiền phụ kiện ấy nó vào hơn 1,2 triệu, gồm là một đôi lưới, một đôi nữa là gần 1 triệu rồi, bánh xe nó hơn 500 nữa, cả ốc cả ke nữa thì nó vào xít nữa thì 1,2 triệu. Đấy, kể luôn cho các bác nhá. Còn cái thùng này là tốn ít nhất này, thùng này tốn tạm gọi là ít nhất, nó có 3 lỗ cọc, cái này cũng 3 lỗ cọc, cái này thì là 3 lỗ cọc này, 4 bánh xe song lưng này. Đấy, với ốc bass không có ke góc, con này thì nó chỉ vào hơn 600 nghìn tiền phụ kiện thôi, tốn rất ít phụ kiện nhưng tốn rất nhiều gỗ. Ok, giới thiệu qua với các bác sản phẩm đi nhé. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Đấy, hôm nay em nghe hơi bị nhiều điện thoại rồi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.